Ngày 5 tháng 6 năm 1832. Chương 1. Bề mặt của vấn đề. Bạo khởi bao gồm những gì? Chẳng gì và tất cả. Một luồng điện tỏa dần dần, một ngọn lửa đột nhiên nảy ra, một sức mạnh đang lang thang, một luồng gió bay qua. Luồng gió đó đã gặp những tâm hồn đau khổ, những dục vọng bốc cháy, những cùng khổ đang rú lên và thổi cuốn những cái đó đi. Đi đâu? Những nơi vô định đi qua nhà nước, qua những luật pháp, qua cái thịnh vượng và cái sấp láo của kẻ khác. Những tin tưởng tức bực, những hăng hái chán chường, những bất bình xúc động, những bản năng hung hăng bị nén ép, những tuổi trẻ can cường bị kích thích, những độ lượng mù quáng, tính hiếu kỳ, tính ưa thay đổi, sự khao khát cái bất ngờ, cái thích thú được xem diễn một trò mới và nghe tiếng còi của người quản trò, những hằn thù vớ vẩn, những oán hận, những thất ý, mọi kiêu hãnh của người đổ lỗi cho số kiếp những khó chịu, những mộng rỗng, những tham vọng gặp khó khăn, những kẻ hy vọng tìm thấy. Lối thoát trong cảnh sụp đổ, cuối cùng, ở bậc thấp nhất, cái thứ thang bùng bắt lửa, đó là các yếu tố của bạo khởi. Ở đó có cái gì vĩ đại nhất cũng như cái gì nhỏ nho nhất. Những sinh linh lò dò ở bên ngoài tất thảy, trình chờ một cơ hội, bọn lang thang, bọn vô lại, bọn ma cà bông các ngã tư phố, những kẻ màn trời chiếu đất, những người kiếm bánh ăn hú họa chứ không ở công việc lao động những kẻ không tên tuổi trong cùng khổ và hư vô những tay trần chân trụi đều thuộc về bạo khởi ai mang trong lòng một niềm chống đối thầm kín về một sự kiện nào của nhà nước của cuộc sống hoặc với số phận là người tiếp giáp với bạo khởi khi bạo khởi xuất hiện thì họ bắt đầu rung động và cảm thấy như bốc lên bởi cơn bão lốc bạo khởi là một cơn gió hút trong không khí xã hội tạo nên đột ngột trong những điều kiện thời tiết nào đó trong quay cùng nó bốc lên chạy, thét, trút bỏ, sang bằng, đè bẹp, đạp đổ, dỗ trốc gốc, cuốn theo nó những bản chất lớn lao cũng như nhỏ yếu, con người kiên cường cũng như con người nhu nhược, cái thân cây cũng như cọng rơm rạ. Bất hạnh thay những ai bị nó cuốn đi, cũng như những ai bị nó va phải. Nó đem kẻ nọ dập vào người kia cho tan vỡ. Nó truyền cho những người nó tóm được một mảnh lực phi thường. Ai tầm thường bao nhiêu gặp nó cũng trở nên tràn đầy sức sống của thời cuộc thứ gì nó cũng biến thành tên đạn để phóng đi. Nó đem hòn đá cuội làm nên viên đạn đại bác, anh phu quân vác làm nên vị tướng chỉ huy. Một đôi câu sấm truyền trong các học thuyết chính trị giảo quyệt thì đứng về quan điểm uy quyền, phải cần cho có chút ít bạo khởi. Giáo lý, bạo khởi củng cố cái chính quyền mà nó không lật đổ được. Bạo khởi thử thách quân đội, tập trung giai tầng tư sản, làm giảng gân cốt cho cảnh sát, xác nghiệm sự chắc chắn của dàn giáo xã hội đó là một môn thể dục, hầu như là một phép dưỡng sinh. Chính quyền sẽ mạnh khỏe hơn sau một vụ bạo khởi, cũng như con người sau khi xoa bóp. 30 năm về trước, bạo khởi lại còn được xem xét trên một quan điểm khác nữa. Về việc gì cũng có một lý thuyết tự xưng là lương tri, phi linh chống an xét, trọng tài hòa giải giữa chân và giả, giải thích, cảnh cáo, giảm khinh có chút kiêu kỳ mà tự cho là khôn ngoan, bởi vì có pha lẫn khiển trách và tha thứ nhưng thực ra chỉ là xính tri thức. Cả một trường phái chính trị mệnh danh là Trung Dung đã xuất phát từ đó. Giữa nước lạnh và nước nóng, đó là phe nước ấm ấm. Với cái sâu sắc giải kỳ thật là nông nổi, trường phái đó mổ sẽ hậu quả mà không truy đến nguyên nhân và đứng trên diễn đàn bán thông thái của mình mà mặc sát những náo loạn ở nơi công cộng. Hãy nghe trường phái đó nói, những bạo khởi làm rắc rối sự kiện 1830 đã làm mất tính cách thuần nhất của biến cố lớn lao đó. Khởi nghĩa tháng 7 là một luồng gió bình dân mạnh mẽ sau đó bỗng hiện trời xanh. Các bạo khởi khiến cho thanh thiên tái hiện. Nó làm cho cuộc cách mạng đang nhất tề là thế biến chất thành xung đột. Trong cách mạng tháng 7 cũng như trong mọi bước tiến bộ nhảy cốc, có những rạn nứt, chính bạo khởi làm cho những rạn nứt đó dễ thấy. Người ta có thể nói, à, cái này đã vỡ. Sau cách mạng tháng 7, người ta chỉ cảm thấy sự giải thoát, sau các bạo khởi, người ta cảm thấy tai họa. Mọi bạo khởi làm các hiệu buôn đóng cửa, vốn sụt, sở giao dịch chứng khoán kinh hoàng, thương mại đình trệ, kinh doanh trở ngại, phá sản dùng gấp, hết tiền, gia sản tư nhân lo âu, công quỹ rúng động, công nghiệp ngập ngừng, tư bản lùi bước, lao động hạ giá, đâu đâu cũng có hiện tượng sợ hãi, dội phản xảy ra khắp các thành phố. Do đó những vực thẳm mở ra. Người ta tính ngày đầu bạo khởi đã làm nước Pháp tổn thất 20 triệu, ngày thứ hai 40, ngày thứ ba 60. Một cuộc bạo khởi 3 ngày làm tốn 120 triệu, nếu chỉ xét về hậu quả tài chính thì tổn thất đó ngang với một tai họa kiểu đắm tàu hay thất trận làm hủy hoại một hạm đội 60 tàu chiến đấu. Đành rằng về phương diện lịch sử thì bạo khởi cũng có cái đẹp của nó. Giặt trên đường phố hùng tráng, cảm động không kém giặt trong lùng cây. Ở đó có linh hồn của rừng rú, ở đây là trái tim của thị thành. Ở đó có dinh cho an, ở đây có diêm. Bạo khởi soi rọi bằng đèn đỏ, nhưng rực rỡ, các khía cạnh độc đáo trong tính cách con người Paris, lòng quảng đại, sự tận tình, cái vui tính náo nhiệt, sự chứng thực dũng cảm là bộ phận của thông minh qua các sinh viên, quốc dân quân không lay chuyển, lều hành quân của các anh chủ hiệu, pháo đại của lũ nhóc con, sự khinh thường chết chóc của khách qua đường. Trường học và binh đoàn đấu với nhau. Chung quy giữa các đối thủ chỉ có sự khác biệt về tuổi tác cùng một chủng tộc, cùng một loại người dũng cảm đó thôi, những kẻ tuổi 20 chết vì lý tưởng, những kẻ 40 chết vì gia đình. Luôn luôn buồn bã trong các cuộc nội chiến, quân đội lấy thận trọng địch với táo bạo. Trong khi phô bày cảnh dũng cảm của dân chúng, bạo khởi rèn luyện lòng can đảm cho tư sản. Tốt lắm. Nhưng tất cả những cái đó có ngang bằng với bấy nhiêu máu đổ hay không? Rồi cộng với đổ máu, còn có tương lai tối mò, tiến hóa bị thương tổn, Lo Âu xâm chiếm những người tốt, những người phái tự do trung thực bị thất vọng, các chế độ độc đoán nước ngoài đắc ý vì những vết thương cách mạng tự gây cho mình, những người bại trận năm 1830 đắc chí nói, chúng ta đã báo trước mà. Phải thêm vào điều này, Paris lớn thêm có lẽ, nhưng nước Pháp bé đi, chắc rồi. Thêm nữa, vì cần phải nói cho hết, những cuộc tàn sát những cuộc tàn sát thường hay làm ô nhục chiến thắng của trật tự đã trở thành hung tận đối với tự do đã hóa điên rồ. Chung quy bạo khởi là tai hại. Đó là lời lẽ của cái gần như là sự không ngoan, mà cái gần như dân chúng, tức là giai tầng tư sản, vui lòng chấp nhận. Về phần chúng tôi, chúng tôi bác cái danh từ quá rộng nghĩa, do đó quá tiện lợi là những cuộc bạo khởi giữa một phong trào dân chúng này và một phong trào dân chúng khác, chúng tôi có phân biệt chúng tôi không tự hỏi một cuộc bạo khởi có tốn bằng một trận đánh hay không? Mà tại sao lại so với một trận đánh? Ở đây vấn đề chiến tranh lại đặt ra. Chiến tranh có phải là một đại họa ít nặng nề hơn bạo khởi hay không? Vả lại, có phải tất cả các cuộc bạo khởi đều là đại họa không? Và 14 tháng 7 làm tốn 120 triệu bao giờ? Chỉ có việc đặt Philip V lên ngai vàng Tây Ban Nha là đã làm tốn cho Pháp 2 tỷ dù có tốn ngang nhau đi nữa, chúng tôi cũng chọn 14 tháng 7. Vả lại chúng tôi bác bỏ những con số có vẻ lý lẽ mà thực ra chỉ là danh từ đó. Đối với một cuộc bạo khởi nhất định, chúng tôi nhận xét nó tự trong bản thân nó. Những sự bác khước có tính lý thuyết trình bày ở trên, chỉ nêu hậu quả, chúng tôi thì tìm nguyên nhân. Chúng tôi nói cụ thể hơn. Chương 2 Bề sâu của vấn đề Có bạo khởi và có khởi nghĩa đó là hai thứ phẫn nộ, một thứ sai lầm, một thứ chính đáng. Trong các nhà nước dân chủ, những nhà nước duy nhất có cơ sở công lý, đôi khi một bộ phận tiến quyền. Lúc đó cái toàn thể đứng lên và sự yêu sách quyền lợi tất yếu của họ có thể đưa đến việc cầm vũ khí. Trong mọi vấn đề thuộc chủ quyền tập thể, chiến tranh của toàn thể chống bộ phận gọi là khởi nghĩa, còn khi bộ phận tấn công toàn thể là bạo khởi. Điện tiêu ly bị tấn công chính đáng hay không chính đáng là tùy vô đóng ở đó hay viện khế ước. Cũng một khẩu đại bác đó chỉ vào công chúng mà ngày 10 tháng 8 là phải, ngày 14 tháng hái nho là trái. Hình thức thì như nhau, nội dung lại khác nhau. Bọn lính Thụy Sĩ bảo vệ cái sai, Bonaparte bên vực cái đúng. Cái gì mà phổ thông đầu phiếu làm nên, trong tự do và chủ quyền thì đường phố không thể hủy phá. Cũng thế trong những vấn đề thuần túy văn hóa, bản năng của đám đông hôm qua sáng suốt ngày mai có thể rối loạn cuồng nộ chống tê ray là chính đáng chống tơ gót là vô lý đập phá máy móc cướp bóc kho khí cụ cậy đường ray phá hủy bến tàu những lầm lạc của quần chúng những bác khước của nhân dân đối với tiến bộ ra mút bị học sinh giết hại xê sờ bị ném đá xua đuổi khỏi thụy sĩ đó là bạo khởi ít trang chống mốt ác thinh chống phocion dông trị tiền, đó là bạo khởi Paris tấn công nhà ngục Bastin là khởi nghĩa. Binh lính chống lại Alexandre, thủy thủ phản đối Cristo Colom, cùng là một loại khởi loạn, khởi loạn vô đạo. Vì sao? Là vì Alexandre với lưỡi gươm đã làm cho châu Á cái sự nghiệp và Colom làm cho châu Mỹ với chiếc địa bàn. Alexandre cũng như Colom đã tìm ra một thế giới. Khi tặng phẩm dân cho tiến bộ là cả một thế thì khối lượng ánh sáng của nền văn minh được tăng nhiều đến nỗi một chống đối trung thành đối với mình. Quần chúng phản nhân dân Chẳng hạn còn gì lại lùng hơn cuộc chống đối gia dẳng và đẫm máu của những người buôn muối lậu, một vụ nổi loạn kinh niên chính đáng thế mà đến phút quyết định, đến ngày giải cứu, đến giờ nhân dân chiến thắng, lại ngã về phía vua, trở thành loạn bảo hoàng, và từ khởi nghĩa chống đối, hóa ra bạo khởi bên vua rõ là một kiệt tác tối tâm của ngu dân. Chú buông muối lậu thoát khỏi giá treo cổ của nhà vua và với đoạn dây còn lủng lẳng ở cổ, anh ta trương huy hiệu trắng ra. Tiếng thét, bỏ ngay thuế muối, lại đẻ ra tiếng hô, hoàng thượng vạn tuế. Bọn giết người đêm sen ba thê bọn cắt cổ tháng 9, lũ sát nhân ở Avigan, những tên ám sát đô đốc Coligi, phu nhân Gia Lam Ba Lê, tướng Brun, bọn Lâu La, chuyên viên đầu độc, kiêu binh, đồ đảng của giáo kỵ sĩ tội ác, đó là bạo khởi. Vụ đê là một cuộc bạo khởi thiên chúa giáo lớn. Tiếng chuyển động của nhân quyền có thể nhận ra được và không phải bao giờ nó cũng xuất phát từ những rung chuyển của đám đông xáo trộn. Có những cuồng nộ, có những tiếng chuông rè, không phải mọi chuông, kẻn đều đóng cái tiếng của đồng đen. Sự điên đảo của dục vọng và ngu dốt khác cái chuyển động của tiếng hóa. Các anh đứng lên, được, nhưng để mà lớn mạnh các anh hãy chỉ cho tôi biết các anh đi về phía nào. Khởi nghĩa chỉ có ở phía trước. Đứng lên về phía nào khác cũng là sai. Bước mạnh về phía sau là bạo khởi, lùi là hành hung nhân loại. Khởi nghĩa là cơn điên của chân lý, những viên đá lát đường mà khởi nghĩa xáo động tuế lên hàng tia lửa chính nghĩa. Chính những viên đá ấy chỉ để lại bùng nhơ cho bạo khởi. Đan tân chống Louis 16 là khởi nghĩa, hết chống đan tân là bạo khởi. Do đó, trong những trường hợp nhất định, như La nói, khởi nghĩa có thể có bổn phận thiên liêng nhất, thì bạo động có thể là tội phạm tai hại nhất. Cũng có chỗ khác nhau về độ nhiệt, khởi nghĩa thường thường là núi lửa, bạo khởi thường là lửa rơm. Một đôi khi, chúng tôi đã nói, chính bộ phận cầm quyền nổi loạn. Polygat là một người bạo khởi. Camille Desmoulins là một nhà cầm quyền. Cũng có khi khởi nghĩa là phục sinh. Giải pháp toàn diện kiểu phổ thông đầu phiếu là một sự kiện hiện đại. cả quá trình lịch sử về trước 4.000 năm đầy rẫy những vi phạm nhân quyền và những đau thương của quần chúng, cho nên mỗi thời đại lịch sử đều mang đến cái hình thức phản kháng mà nó có thể tìm được. Dưới triều đại của hoàng đế xa không có khởi nghĩa, nhưng có du ven. Sự phẫn nộ thành thơ đã thay thế anh em Grecer. Với các xa có con người lưu vong đất xiền cũng có người làm biên niên sử. Chúng tôi không nói đến con người vĩ đại bị đầy ở Patmo. Ông này nhân danh thế giới lý tưởng mà lên án thế giới hiện thực, đem ảo ảnh làm nên một án thơ đã kích lớn lao và rọi vào các xã hội dông mini, dông Babylon, dông Sodom, cái ánh sáng phản chiếu từ một thế giới thần kỳ. Dinh trên mỏm đá, là con sinh trên đế, người ta có thể không hiểu hắn, đó là một người do thái và tiếng của hắn là tiếng hé bơ, những người viết biên niên sử là một người Latin, còn hơn thế một người la mã vì các bạo chúa kiểu né rong trị vì một cách đen tối cho nên phải vẽ chúng với máu đen chỉ khắc họa không thôi thì hãy còn mờ lắm phải đổ vào các nét trùng một thứ văn xuôi thật đậm có sức ăn mòn bọn chuyên chế ít nhiều tác động đến các nhà tư tưởng lời bị trói buộc là lời dữ dội khi bạo chúa bắt dân chúng tâm hơi lặng tiếng thì nhà văn nhân đôi nhân ba lời văn của mình từ trong cái im lặng sẽ nảy ra một sự viên mãn huyền bí, nó chất lọc và đông cứng thành đồng đen trong tâm tưởng. Sự nén ép trong lịch sử làm nên sự cô đúc gãy gọn của sử gia. Chất chất nịch như hoa cương trong văn chỉ là sự dồn ép làm nên bởi bạo chúa. Bạo quyền buộc nhà văn phải thu ngắn đường kính, mà sự thu ngắn này lại làm tăng sức mạnh cho văn chương. Câu văn nhịp nhàng dằn dặt của Cicero tạm đủ để nói về Vơ Rè, sẽ cùng đi khi nói về Caligula câu văn kém dền dàng thì sức đã kích tăng lên ta xếp suy nghĩ bằng những lời ngắn gọn sự trung thực của một quả tim lớn có đúc thành chính nghĩa và chân lý có sức mạnh của sấm sét cũng nên nói qua là ta xếp không cùng sống với xa xét về phương diện sử học bọn tì bờ được dành cho ông ta xa và ta xếp là hai hiện tượng nối tiếp nhau trong cuộc đạo diễn lịch sử chú bố trí việc ra trò và vào buồn của diễn viên đã hết sức tránh không cho hai người ấy gặp nhau. cách xa vĩ đại, ta siết cũng vĩ đại. Chúa chiếu cố hai đỉnh cao đó, không cho nó va chạm nhau. Người xử án lên án cách xa có thể làm mạnh tay quá và thiếu công minh. Chúa không muốn thế. Những chiến trận lớn ở châu Phi và Tây Ban Nha, bọn cướp ở Silici tiêu diệt, văn minh được đưa sang xứ Gaulet, xứ Brigen, xứ Germany, tất cả vinh quang ấy tỏa trùm lên sông Rubicon. Ở đây thiên đình đã tỏ ra tế nhị, không muốn thả cho nhà sử học hùng tài cấu xé người thoáng vị bất hủ, miễn cho các sa khỏi chịu đựng ta xít, và chấp nhận những điều châm trước đối với thiên tài. Tất nhiên, chuyên chế vẫn là chuyên chế, dù kẻ chuyên chế có là một thiên tài. Với bạo chúa thiên tài thì có hư hỏng trong xã hội, nhưng với bạo chúa đẻo cán, cảnh trụy đọa tinh thần lại càng ghê tởm hơn, không gì che giấu nổi sự ô nhục ở các triều đại đó và những người công phán như tacit và juven mà mặc sát sự đê hèn thối tha không khống chế được đó trước nhân loại thì ít lợi lớn hơn Dông dưới triều đại sila thối hơn dưới triều đại vitel với claude và domitin đê hèn biến dạng phù hợp với sự xấu xa của bạo chúa sự đê tiện của nô lệ là một sản phẩm trực tiếp của bạo chúa chướng khí bốc lên từ những lương tâm ao tù phản chiếu hình ảnh ông chủ quyền lực pháp chế đê hèn, lòng người nhỏ mọn, lương tâm bò rạp, tâm hồn hôi hám. Đó là tình trạng chính quyền dưới triều đại Caracalla, và con mốt cũng thế, với Helioban cũng thế, trong khi với Kessa thì nguyên lão nghị viện chỉ toát ra cái mùi nồng nặc phân chim trong ổ phượng hoàng. Do đó mà Tasip và Juven sinh ra có vẻ muộn màng. Người chứng minh chỉ xuất hiện đúng lúc mà sự chứng minh không chối cãi được. Tuy nhiên, Tacit và Juven cũng như Ice thời Thánh Kinh, Dante thời Trung Cổ, chỉ là con người. Bạo khởi và khởi nghĩa là quần chúng, quần chúng thì khi đúng khi sai. Trong những trường hợp phổ biến nhất, bạo khởi nảy ra từ một sự việc cụ thể, khởi nghĩa thì luôn luôn là một hiện tượng tinh thần. Bạo khởi là Masanilo, khởi nghĩa là Spartacus. Khởi nghĩa thuộc về trí tuệ, bạo khởi thuộc về dạ dày. Dạ dày nổi giận và dạ dày không phải lúc nào cũng có lỗi trong đói khác bạo khởi như vụ Buyang Si chẳng hạn có một xuất phát điểm chân thực thảm thương và chính trực tuy nhiên vẫn là bạo khởi vì sao vậy vì về nội dung nó hợp lý nhưng về hình thức nó sai trái hung tợn dù có chính nghĩa kịch liệt dù có sức mạnh nó hút bừa bãi nó tiến tới như một chú voi mù vừa đi vừa giày xéo nó để lại sau chân nó những thi thể cụ già phụ nữ trẻ em nó làm đổ máu những người vô hại, những kẻ vô tội, không biết để làm gì. Kiếm cái ăn cho nhân dân là một mục đích tốt, tàn sát họ là một phương pháp tồi. Những cuộc phản kháng vũ trang, ngay cả những vụ chính đáng nhất, như vụ 10 tháng 8, vụ 14 tháng 7 đều bắt đầu bằng náo loạn. Trước khi chính nghĩa xuất hiện, có náo động và sủi bọt. Lúc bắt đầu khởi nghĩa là bạo khởi cũng như sông bắt đầu bằng suối. Thường thường, nó đưa đến đại dương cách mạng. Tuy nhiên cũng có đôi khi, xuất phát từ những núi cao vời vợi trên chân trời đạo đức, công lý, trí tuệ, đổ liên miên từ mỏm đá nọ xuống mỏm đá kia, sau khi phản chiếu mây trời trong lòng trong suốt, lớn dội lên do hàng trăm phụ lưu góp đến, và mang trong dáng dấp cái oai phong của chiến thắng, khởi nghĩa lại mất hút vào một vũng lầy tư sản, như sông trinh lẫn mất trong ao đầm. Tất cả những cái này thuộc về quá khứ, tương lai thì khác phổ thông đầu phiếu có điều này đáng phục là nó làm tiêu tan bạo khởi từ trong nguyên lý, và trong khi cho phản kháng cái quyền được tỏ bày ý kiến bằng lá phiếu, đã tước vũ khí khởi nghĩa của nó. Tiến hóa tất yếu phải thủ tiêu chiến tranh, chiến tranh trên đường phố cũng như chiến tranh ở biên giới. Dù hôm nay là thế nào, hòa bình vẫn là ngày mai. Thực ra khởi nghĩa và bạo khởi khác nhau thế nào, người tư sản chính cống ít phân biệt được những sắc thái đó. Đối với anh ta, Khởi nghĩa và bạo khởi đều chỉ là chống đối, là nổi loạn đơn thuần, là sự nổi dậy của con chó chống ông chủ, là sự nhe răng định cắn, phải trừng trị bằng chuồng và xích, là sủa, là gào, cho đến lúc cái đầu con chó lớn lên đột ngột và lờ mờ hiện thành một cái mặt sư tử trong bóng đen. Lúc ấy, anh tư sản hô, nhân dân vạn tuế. Đã giải thích như thế rồi, thì đối với lịch sử, phong trào tháng 6 năm 1832 là gì? là bạo khởi hay là khởi nghĩa? Đó là một cuộc khởi nghĩa. Trong việc đạo diễn lại cái biến cố dữ dội này, đôi lúc chúng tôi gọi nó là bạo khởi, gọi như thế chỉ là để nói về những sự kiện bề mặt, và vẫn luôn luôn duy trì sự phân biệt giữa cái hình thức bạo khởi và nội dung khởi nghĩa. Phong trào 1832, nổ ra mau lẹ và bí dập tắt thảm thương, có dáng dấp hùng vĩ đến nỗi những ai cho nó là bạo khởi cũng phải nói đến một cách kính phục. Đối với họ, đây là một cái đuôi của 1830. Họ nói, những đầu óc xúc động mạnh không thể lấy lại bình tĩnh trong một sớm một chiều. Một cuộc cách mạng không thể bị cắt đứt dứt khoát. Bao giờ nó cũng còn uống lượng một vài cái trước khi trở về trạng thái yên ổn, cũng như một ngọn núi lúc trở xuống đồng bằng. Không có dãy núi An mà không có cao nguyên Jura, không có dãy tiết nét mà không có những ngọn đồi Asturin cuộc khủng hoảng thảm thiết trong lịch sử hiện đại mà ký ức người Paris gọi là thời kỳ những bạo khởi, rõ ràng là một giờ đặc biệt trong các giờ phút dông tố của thế kỷ này. Xin nói một lời cuối cùng trước khi đi vào câu chuyện. Những sự việc sắp kể đây thuộc về cái hiện thực bi hùng sống động mà lịch sử đôi khi làm ngơ vì thiếu thì giờ, thiếu giấy mực. Thế mà ở đấy, chúng tôi nhấn mạnh, ở đấy mới là sự sống, sự phập phồng, sự rung động của nhân loại. Những chi tiết chúng tôi tưởng là đã nói điều này rồi có thể coi là lá của các biến cố lớn và mờ nhạt đi trong khoảng xa xăm của lịch sử thời kỳ gọi là thời kỳ những bạo khởi có vô số những chi tiết kiểu ấy những cuộc thẩm tra của tư pháp vì những lý do khác lịch sử không vạch trần ra hết cũng có lẽ không đi sâu vào hết vì thế chúng tôi sẽ đưa ra ánh sáng một số sự việc mà người ta không biết một số sự việc mà những người này quên đi những người kia vì chết nên không thể kể lại bên cạnh những điều mà người ta đã biết vì được công bố phần lớn những diễn viên của các tấn trò khổng lồ này đã chết ngay ngày hôm sau họ đã im tiếng rồi nhưng những gì chúng tôi kể chúng tôi có thể nói chính mắt chúng tôi đã trông thấy chúng tôi sẽ thay đổi một đôi tên họ bởi vì lịch sử tường thuật chứ không tố giác nhưng chúng tôi diễn tả những việc thật trong khuôn khổ cuốn sách mà chúng tôi viết đây chúng tôi sẽ chỉ minh họa một phương diện và một lớp trò chắc chắn là lớp người ta ít biết nhất, một lớp trò trong những ngày năm và 6 tháng 6 1832. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có cách làm cho bạn đọc nhìn thấy bộ mặt thật của cái biến cố công cộng này, ở sau bức màn mà chúng tôi dở lên.